Xin chào chị em chú bác quan tâm kênh đi qua tụi mình nha. Hôm nay giới thiệu tới anh em một cái clip full vàng tiếp anh em nha. Ở đây thì có một số cái cơ mà nó ghi là sweet mu anh em ha, là cái cơ này gọi là cái cơ Hồng Kông á chứ không phải là cơ sản xuất Thụy Sĩ đâu anh em nha. Đó. Không biết là linh kiện nó có phải Thụy Sĩ không nhưng mà nó có chữ sweet mu anh em anh. Có nghĩa là nó cũng có một cái phần gì đó liên quan Thụy Sĩ anh em nha. Tuy nhiên là nó sẽ là lắp ghép ở một cái nước thứ ba nào đó, thường là Hồng Kông anh em nha. Và có những cái máy pin Ronda thì nó sẽ lắp ở Thái Lan rất nhiều anh em ha. Ok, mình giới thiệu với anh em luôn nha. Chiếc này là một chiếc máy pin ha. Hai chiếc này thì cái hãng nó giống nhau, một chiếc pin một chiếc cơ, giá nó giống nhau luôn. Pin thì được cái thì nó phổ thông á, anh em hết pin để đi thay thôi, đơn giản anh em nha. Cơ thì anh em phải chạy chậm hay gì đó, anh em phải lau dầu ha. Cho nên cơ theo lý nó đắt hơn pin. Tuy nhiên cái loại hàng này, hàng gọi là hàng phổ thông thôi thì mình bán giá nó bằng nhau luôn ha. Dễ chơi cho anh em. Con này size 36 nha, luôn đúng là 38. 41 anh em nha. Con này rất là mới luôn ha, mới cực kỳ luôn. Loại này mới thì mình bán 28 anh em ha. Chứ cũ được khi nó trăm mấy cũng có anh em nha. Cái này thì máy Hồng Kông nhưng mà mình mở cho anh em xem một cái anh em ấy máy nó to khủng khiếp luôn mà nhìn nó đẹp lắm. Đó chứ không phải là máy thường đâu nha. Mình đánh giá cái máy này nó còn cao hơn mấy máy loại thấp của Nhật luôn anh em ha. Nó ghi nhiều lắm nhưng mà nó cũng có cái chữ Swiss bạc này anh em nha. Sẽ hơi khó thấy một tí. Chung nhỏ lắm nhưng mà có chữ Hồng Kông, có chữ Swiss này kia. Nhưng mà mình khẳng định đây là một cái máy tốt anh em nha, chứ không phải là những cái máy China bình thường thì anh em ha. Và đặc biệt là những cái máy Nhật đen thì nó không có cửa với máy này đâu anh em ha. Cái máy mà nó lớn như vậy là chứng tỏ nó hàng tốt đó. Với lại nhìn cái chi tiết của nó rất là sắc nét anh em nha. Đó. Nhưng mà nó là anh em thấy là nó ghi chữ Hồng Kông assembly này anh em ha, nó lắp ghép ở Hồng Kông này. Hàng là hàng deluxe thì cũng là hàng cũng tương đối là ổn so với cái thương hiệu này anh em ha. Cái này đáy xoáy nữa thì rất là ngon rồi, cái mặt mặt đều rất là đẹp anh em nha, rất là sáng tài luôn anh em ha. Và nó có một ô clutch nha. Nói chung độ mới của này cao lắm. Để lâu mình không lâu á anh em xem nha. Đó, anh em thấy không? Mình chỉ lau nhẹ thôi là nó sáng như vậy ha, nước vàng đang còn mới lắm ha. Nó mạ cả trong cả ngoài luôn. Con này rất là ok, giá thì quá tốt đầu tháng luôn anh em nha. Đầu tháng thì anh em nào mình chuyển khoản được thì ưu tiên anh em chuyển khoản mau lẹ giúp kênh ha. Số 1 28, số 2 kích thước nó bằng số 1 mình khỏi đo anh em nha, 36 36 38 thì đo luôn chứ không đôi khi anh em kéo tới chiếc số 2 thì anh em lại sợ thiếu thông số. 36 38 nha, càng thì 41. Anh em thấy con này này, dây nó cũng dây zin mà nó không dập hiệu, còn cái con này nó dập hiệu nha. Chứ không phải cái hãng nào nó cũng cái mẫu nào nó cũng dập hiệu anh em ha. Đôi khi anh em thấy anh ba thì đa số nó dập anh em nha, nhưng mà có những chiếc nó không dập cũng là chuyện bình thường anh em ha. Anh em thấy không? Nó mạ trong mạ ngoài nó ghi chữ 100% stainless steel luôn anh em nha. Con này thì nó đang chạy rất rất là mượt luôn so với những cái giá mà không bao mượt anh em ha. Tuy nhiên mình không có bao chính xác giờ rồi bao giữ giờ bao nhiêu này kia anh em nha. Cái này thì là mình hồi trước mình thích đeo con này ha. Đó. Mình kiểm tra thì mình ghi là lớn hơn 12, nghĩa là nó giữ giờ thậm chí lớn hơn 12 tiếng luôn, nhưng mà mình không có bao đâu anh em nha. Đó. Mình mới kiểm tra lại tầm mới 2 tiếng thì nó chạy cũng rất là ổn rồi anh em ha. Con này thì anh em nó chỉ có nấc à, anh em kéo ra là nó chỉnh nó chỉnh giờ luôn ha. Để mình coi thử cái lịch nó là lịch đây. Để nhảy lịch bình thường anh em nha, để coi phải lịch 912 không. Không phải lịch 912, để coi phải 612 không nha nè. Tại vì nó không có, đó anh em thấy 62 nha. Tại vì thường nó không có cái nấc chỉnh lịch đó thì nó phải có cái chỉnh nhanh để cho nó tiện anh em á, anh em thấy nha. Này lịch 62 nha. Anh em thấy ha? Ok hết nha. Không vấn đề gì hết ha. Mình quay lại cho nó chuẩn giờ tí anh em nha. 11 giờ. Đó, ok nha. Anh em lưu ý đây là cái cơ này gọi là mình gọi là cơ Hồng Kông với anh em nha. Đó, chứ không phải là gọi là cơ Thụy đâu anh em ha. Tại vì nó có một G-Weld à. Máy nó gọi là ở mức rất là basic luôn anh em nha. Cơ bản gọi là cơ bản nhất của loại máy cơ luôn anh em ha. Mình mở cho anh em xem. Nhưng mà cái cơ cấu này nó vẫn còn phức tạp hơn so với những cái cơ cấu đợt trước mình có mở anh em ha. Cơ cấu này anh em còn thấy có bánh răng thì phải nè. Đúng rồi.
Đó, còn nhiều thứ là nó chê trong một cái hộp á, nó nhìn nó đơn giản. Con này cũng tương đối ok rồi ha, tầm giá 280 nên có chiếc cơ. Anh em thấy nó đánh rất là đều nên nha. Chữ nhỏ lắm nè, khó đọc lắm. Đây, bên đây thì mình thấy nè, One Jewel rồi Sweet bạc anh em nha. Còn ở chỗ này thì có chữ Hồng Kông anh em nha. Đó, có chữ Hồng Kông. Nói chung là Sweet Hồng Kông đều có, giống như những chiếc máy pin thôi. Đó. Anh em lưu ý mình bán nó với giá này thì anh em biết là nó coi như là máy Hồng Kông đi anh em ha, chứ anh em về nhận rồi bảo cơ này chạy không đúng giờ rồi không giữ giờ này kia, tại vì đôi khi những anh em lần đầu mình chơi cơ mình cứ nghĩ nó như pin đó, mình mua về nó phải chạy, nó phải đúng giờ, thì anh em lưu ý với mình nha. Anh em nếu mà lần đầu chơi cơ thì mình nghĩ cũng nếu mà muốn trải nghiệm thì nên mua, còn nếu mà mình muốn có một cái chiếc đồng hồ nó chạy chuẩn này kia để phục vụ cho công việc đi làm hàng ngày này kia của mình thì mình nghĩ lần đầu mua thì chơi cơ thì mình nghĩ không nên mua nha. Đó. Giá 288 một chiếc cơ rất là mới luôn, dây khóa zin ha. Máy này dây dài lắm, mình không có bán đi tay nha, anh em yên tâm ha. 288 thôi. Chiếc số 3 anh em nha, cũng một chiếc Ligin luôn. À xin lỗi anh em, số 3 hai cái ha. Cái hãng gì đây thì nó cũng giống như cái hãng này thôi anh em nha, cũng đều là như vậy thôi ha. Con này thì nó còn cốt này, nó mất cái ti thôi. À, nó xin lỗi anh em, nó mất cái núm thôi ha. Con này thì nó bị khô dầu nha anh em. Mình lắc lắc thì nó chạy tí thôi. Đó. Nó đứng nha anh em. Kim thì anh em về ấy ha, còn cái dial bên trong còn mới lắm. Cái con này là vỏ si thôi nhưng mà anh em thấy cái nước thép nó rất là ok luôn nha. Cái này thì anh em về đừng có đánh bóng ha. Anh em nếu mà anh em không có cái hóa chất gì để mà lau những cái này á thì thực ra anh em chỉ cần nhúng khăn á với RV7 anh em lau là nó sẽ đi hết mấy cái này ha, là nó sẽ trả lại một cái màu thép trắng như vậy ha. Đó. Nói chung cái này về mua về anh em vật chơi thôi nha. Đó. Cơ cấu máy này thì nó giống như chiếc cơ này thôi ha. Kích thước bằng nhau luôn, 36 38. Con này là nữ anh em ha, con này lên code được này nhưng mà nó cũng bị khô dầu ha. Lắc lắc nó nhích cái nó đứng nha. Đó. Có dây chun luôn. Rồi cặp này 200 ngàn nha, cặp số 3 anh em nha. Giá cực tốt luôn, anh em về vọt chơi thôi nha. Anh em nào mà muốn mua đeo luôn thì tuyệt đối không nên mua những cái mẫu này anh em ha. Số 4 anh em nha, số 4 một chiếc nữ rất là đẹp ha. Có phối giữa da với mít giữa da với vàng rất là đẹp anh em nha. 26 anh em nha. Đó. Dài dài lắm, cái này thì chỉ có cắt bớt thôi ha. Số 430 nha, giá sale rất tốt luôn. Số 5 là nguyên một cái cụm này giá 200 anh em nha. Đầu tháng mình sale luôn cùng này cho nó gọn anh em ha. Tại vì riêng hai chiếc nữ này không nó đã hơn 200 rồi anh em ha. Bikamia anh em ha, nó hơi pha nhẹ nhẹ xíu. Với chỗ này dây nó có gãy nha, nhưng mà khi anh em đeo lên thì không có thấy được cái gãy đó anh em ha. Mặt còn đẹp nha, dây thì hơi pha nhẹ nhẹ ha. Con này máy Nhật nha. Cái hãng Bikamia này nó mới giá nó mắc lắm nè. Một chiếc nha nè. Chiếc PD này thì cũng máy Miyota luôn em nha, máy Miyota thì ngon rồi, nước vàng nói chung cũng không còn 100% nhưng mà còn đẹp nha nè, còn rất là đẹp lên tay, và đặc biệt bốn chiếc này nó đều chạy chuẩn hết em ha, nó không có chiếc nào mà đứng hoặc là tự sử gì hết ha, bốn chiếc chạy chuẩn mình bán 200 ngàn thôi, thì anh em biết hai chiếc sau thì nó sẽ không được đẹp nha. Cái còng này thì còng hoa rất là đẹp luôn nhưng mà nó có một cái vết nứt kính ha, cho nên mình bỏ vào đây luôn nha. Đó. Con này nó cũng ghi là Japan Movement rồi anh em yên tâm nha. Rồi, chiếc này rất là tiếc luôn em nha, chiếc này size này nam đeo được luôn á, nhưng mà nó hơi bị phai á, mình bỏ vào đây luôn, size 37 nha. Núm 39 về, những chiếc này rất là căng cho mình luôn ha. Tại vì riêng cái cặp dây này nè, anh em thấy không, riêng cặp dây này nếu mà anh em lấy ra là hơn 100 ngàn nha nè. Nước vàng là còn nguyên si luôn á. Đó. Đó. Đấy là cái này mình bỏ ra để mình thay cho những cái hãng này nó cũng đắt đỏ anh em nha. Anh em thấy cái logo hai cái con Phượng Hoàng này, cái đời này đời cao của cái hãng này là đọc Glossy hay gì đó, cái này nó hơi khó đọc, cái vỏ nó dột này, cho nên mình bỏ vô thôi, chứ không những chiếc này giá nó đắt lắm, 400-500 ngàn anh em ha. Cái dây này quá đẹp luôn này, hơi tiếc nha nè. Rồi mình bán cái combo này 200 ngàn nha. Ok, combo số 5 này 200 ngàn ha, cực kỳ tốt luôn. Anh em chỉ cần thích một trong bốn chiếc mình mua trả lời rồi anh em nha. Rồi, cảm ơn anh chị em rất là nhiều nha. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ mình xuống điện thoại 076 86 32 039 nha. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều nha. Chúc anh chị em mình thật là nhiều sức khỏe nha.